Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri bất ngờ tiết lộ sự thật cực chuẩn về vận trình tử vi tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Biến động cực mạnh ngay từ đầu tháng, gặp thời phất lên như diều gặp gió, đổi đời cực giàu, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý khán giả thân mến, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày, nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, nếu như không quá giàu có, sung sướng như người khác, thì ít nhất cũng sở hữu những ngày tháng không lo toan sầu muộn. Tử vi học có nói, trong cuộc đời trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra cũng được tận hưởng những điều tốt đẹp, có người ngay từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng, xe sang, có người hầu kẻ hạ. Nhưng cũng có những người sinh ra trong cảnh nghèo khó, không được học hành tử tế, lớn lên phải mưu sinh vất vả, chắt chiu từng đồng một. Ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bần hèn, không biết bao giờ mới khấm khá hơn. Ai chẳng muốn mình sinh ra trong một gia đình giàu có, được chăm chút từ những điều nhỏ nhất, tuy nhiên, chẳng ai có thể chọn gia đình để sinh ra được. Ra đời trong gia đình giàu có thì sung sướng, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì khổ sở là chuyện đương nhiên, mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đón lành tránh dữ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên, bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Và theo luận giải mới nhất của giới tiên tri tử vi, cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từ khi sinh thời đã mang trong mình nhiều phẩm chất tốt đẹp, Đinh Tỵ thông minh, sắc sảo và tốt bụng, nhưng lòng tốt của họ lại luôn bị kẻ khác vùi dập, người khinh kẻ ghét, phải chịu nhiều đắng cay, buồn tủi và thậm chí là những khổ nạn từ người khác mang lại. Nhưng bước sang năm mới 2024 âm lịch tới đây, chính là thời khắc định mệnh, đổi vận giàu sang, làm nên một kiếp, đắc tài phú quý của mệnh chủ, đặc biệt, trong tháng 3, 4 âm lịch 2024 tới đây, sẽ là lúc đón nhận thiên mệnh, chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, trúng quả giàu to, hết khổ, trả sạch nợ nần. Bao nhiêu vất vả, nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng, thay vào đó là có nhà rộng,
xe sang, con cái thành đạt, cuộc sống sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy, để biết được vận trình của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ diễn ra như thế nào trong 2 tháng tới này, vận trình có điều gì cần chú ý để gặt hái thêm nhiều thành quả như ý, thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng để phân biệt về người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đinh Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm, họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước, Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tỵ, nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình, họ rất ít khi có thái độ nổi nóng. Nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa, trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động, thay vì mỉa mai, cãi vã nặng lời, thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người. Có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán dự đoán tương lai khá tốt. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là thành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn, họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này, thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống.
Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu, họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu, đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình, họ trung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực trong tình yêu. Họ rất lãng mạn cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn, chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Tổng quan lá số tử vi của tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 âm lịch được đánh giá là rất đẹp, có nhiều yếu tố thuận lợi. Bước sang tuổi 48, cuộc sống của bạn sẽ đón nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn. Nếu là người sống ngay thẳng, thiện lương, đức độ thì gặp được nhiều may mắn, tâm lúc nào cũng an vui, thảnh thơi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Bước vào giai đoạn tháng 3 và tháng 4 âm lịch này là lúc đánh dấu bước trở mình của Đinh Tỵ ở phương diện công danh, sự nghiệp. Khi được nhiều cát tinh hậu thuẫn, được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, Đinh Tỵ lấy lại những gì đã mất trong năm 2023. Dù ở môi trường nào, bạn hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Thêm cả sự xuất hiện của quý nhân, có lợi cho bạn trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, tuổi Đinh Tỵ có thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Công việc trong năm 2024 có nhiều tín hiệu tích cực. Kế hoạch tiến triển suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Đặc biệt, nhờ thương quan trợ lực, người làm kinh doanh, buôn bán cũng có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ. Bạn không ngừng khẳng định uy tín và thương hiệu của mình, công việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên ngày càng mở rộng, có điều. Tuổi Đinh Tỵ dù có đạt được nhiều thành công lớn, nhưng cũng rất vất vả lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần lưu tâm để ý nhiều hơn tới phương diện này. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch này có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của bạn cũng trở nên cực kỳ hanh thông. Trong giai đoạn này, bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bạn lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Thời gian này, bạn có sự tự tin và hăng say, nên khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên sẽ không thiếu được các khoản thưởng nóng trong 2 tháng tới này. Thậm chí, bạn còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Với mức lương xứng đáng hơn, với năng lực của mình, bạn có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Sức khỏe của bạn nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào thường ngày. Bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân, mà Đinh Tỵ cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp, có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát, cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại,
làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn, kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Dự đoán tình duyên của tuổi Đinh Tị trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch được tiết lộ rằng bạn nên tạo ấn tượng tích cực và dành cử chỉ lãng mạn cho người bạn đời của mình. Hãy để tình yêu, sự quan tâm trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn củng cố mối quan hệ tình cảm quan trọng, nhắc nhở về một tình yêu đang lớn dần trong tim bạn mỗi ngày, giúp bạn có động lực đi được chặng đường dài phía trước. Đặc biệt, vận trình tình cảm có ấn tinh vượng khiến bạn trở nên dịu dàng, có nội tâm nhân hậu, nên dễ dàng được mọi người yêu quý. Với cách đối nhân xử thế hiền hậu, coi trọng nhân cách và nội tâm, bạn dễ dàng có được sự ủng hộ từ người thân hay bạn bè. Ngoài ra, với tinh thần trọng tình cảm, biết dùng nhân tâm, bạn cũng có một cuộc sống vẹn toàn, hòa thuận, gia đạo êm ấm, hạnh phúc, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan. Những tuổi Đinh Tị đang độc thân sẽ gặp được người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Cuộc gặp gỡ của bạn với người khác có thể dẫn đến câu chuyện tình đẹp đẽ hoặc cuộc chia tay. Trong tháng 3, 4 âm lịch, Giáp Thìn sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp để các cặp vợ chồng hâm nóng tình cảm vì các sao chiếu mệnh thẳng hàng rất có lợi cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuyến đi du lịch dành cho cặp đôi với một nửa của mình. Bằng cách này, mối quan hệ của các bạn sẽ thêm sâu sắc và gắn bó. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của người tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, cụ thể như sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Đinh Tị tuy tương xung chưa hẳn đã quá xấu, bạn hãy xem tháng này là một sự rèn luyện cho tiền đồ tương lai. Nguyên đức hợp quý nhân trong vòng nguyệt lệnh sẽ giúp bạn hóa hung thành cát, vận tài lộc đề phòng nguyệt phá, gây chuyện thị phi, hao tổn tiền bạc. Trong bệnh lý, tiềm tàng hiểm họa tương xung thì chuyện tình cảm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ hàng ngày, bạn mang tâm hoảng nên dễ bị ức chế từ bên trong, gây bệnh về tim và huyết áp. Người có bệnh tiểu đường mãn tính thì phải cẩn thận. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Đinh Tị có vận khí khá yếu ớt, ẩn tàn nhiều hung hiểm, bạn có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại. Làm bất cứ việc gì bạn cũng tuyệt đối không được khinh suất, lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt. Sức khỏe cũng dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim, phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể. Tình cảm có chút rắc rối, vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi, do bạn cả giận mất khôn. Tiếp sau đây sẽ là bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Đinh Tị năm 2024. Nam mệnh Đinh Tị trong năm gặp sao Thủy Diệu, chủ về danh lợi lưỡng toàn, tiền đồ sáng lạn. Năm này, người đang làm ăn kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều tài lộc, buôn may, bán đắt, các việc liên quan đến đầu tư, nếu có kiến thức chuyên môn thì sẽ thu về lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, hạn thiên tinh nhắc nhở Đinh Tị nam mệnh cần chú ý tới sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, bản mệnh nên duy trì những thói quen sống lành mạnh, như ăn uống thanh đạm, ngủ đủ giấc, tập thể thao thường xuyên, tham gia các hoạt động tập thể để tự tạo niềm vui cho cuộc sống. Năm này, không nên làm việc quá sức, thay vào đó hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng những phút giây thư giãn, vui thú điền viên, điều này sẽ giúp cho đời sống tinh thần của bạn được an lạc, thảnh thơi. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Đinh Tị năm 2024. Năm 2024, nữ mệnh tuổi Đinh Tị gặp sao Mộc Đức, đây là phúc tinh chủ về những điều may mắn trong cuộc sống, gia đạo yên vui, hòa hợp, năm nay bản mệnh được tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân. Tuy vậy, gặp hạn tam kheo, nhắc nhở nữ Đinh Tị chú ý đến sức khỏe các vấn đề về xương khớp, đau mắt, nên đi thăm khám định kỳ để nắm rõ thể trạng của mình. Năm này chỉ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, thảnh thơi, ngoài ra, trong mọi việc bạn hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính, hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí, nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này sẽ tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
về tâm linh để tìm sự bình an trong cuộc sống. Gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi áp lực từ cuộc sống. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bạn có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy, mục đích là để thủy sinh mộc. Càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh tóc tiên đen, thạch anh đen, lam bảo, ngọc lam. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Đinh Tỵ gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đỏ vượng sự nghiệp. Đây là màu sắc mang lại sự ổn định và phát triển cho bạn. Bạn có thể tìm được nhiều cơ hội để phấn đấu trong năm nay, đồng thời tránh được những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu muốn hãm hại bạn. Màu vàng kim vượng tài lộc. Nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện trước mắt bạn nếu bạn sử dụng màu sắc này một cách hợp lý. Bên cạnh đó, nó cũng giúp bạn trở nên lý trí hơn khi đứng trước các quyết định kinh doanh, đầu tư, chi tiêu. Màu da cam vượng tình duyên. Màu sắc này đem lại cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng, giúp đôi bên có khả năng phát triển tình cảm về lâu, về dài. Bên cạnh đó, chính bạn cũng cần chủ động mở lòng hơn. Màu nâu tốt cho sức khỏe, nó giúp bạn luôn cảm thấy bình tĩnh, tích cực khi đứng trước mọi vấn đề, bạn không phải chịu nhiều áp lực nặng nề trong cuộc sống nữa. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ là màu xanh dương, xám. Hai màu sắc này có thể kích thích sự tự mãn và khoe khoang của tuổi Đinh Tỵ, khiến bạn có cách hành xử không đúng đắn, từ đó khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dễ bị đối phương bày mưu hãm hại. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ở tuổi 48. Đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến. Ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết, mọi người trên thế giới không theo đuổi gì ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ. Đa phần chúng ta đều rất coi trọng đồng tiền. Để đạt được danh vọng và tiền tài, nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Phật có dạy, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình, ép buộc cỡ nào cũng không lấy được, con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi. Nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được, nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền, khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội, thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trăm năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì hạnh phúc và may mắn mới đến. Không kiêu ngạo, tự cao tự đại, cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.